Yo, hello, what's up cho anh em nha, chào quay trở lại với channel mình đây, Tự Tử Bá Đạo mọi người nha. Xin chào tất cả anh em của em Gomu, thoại mình đây, Tự Tử Bá Đạo bạn. Ok, quay trở lại video ngày nay, chúc vào video cho anh em xem video về đầu video anh em xem like và một subscriber ủng channel phát triển cho anh em rất nhiều. Ok, quay trở lại video ngày nay thì chúng ta chơi với ạc nông dân của tôi, anh em còn đặt bên game con Gomu thoại anh em ạc nông dân. Hôm nay tôi đang qua đây để tính toán xem có lên tiêu phí không bạn. Ngoài ra thì chúng ta sẽ hấp pull quả code anh em. Hiện tại quả code rất nhiều, tôi đã cập nhật anh em rồi, bạn nào chưa cập nhật thì nhớ xem lại video cũ cập nhật và những quả code nha. Rồi, trước khi vào video ngày nay thì anh em cho tôi xin hút 2 phút quảng cáo ạ. Các anh em thích có thể tua qua, cảm ơn anh em rất nhiều. Giờ thì quảng cáo. Yo, trước khi vào video thì chúng ta cùng nhau đến với Kwin68 anh em. Qua đây để trải nghiệm con game, xem một con game đang kiếm tiền online hot nhất hiện nay có gì đặc biệt các bạn. Đây là một con game mà phải nói là cực uy tín ở thời điểm hiện tại các bạn nhá. Ở đây thì anh em để chơi rất là nhiều loại chơi, anh em dùng cây tiền. Vào nhận rìu miễn phí, anh em dùng cây tiền. Ở với sự kiện thì vô cùng phong phú, anh em báo danh hàng ngày các bạn sẽ nhận thêm tiền, chia sẻ mỗi ngày các bạn nhận thêm tiền nữa. Ngoài ra thì anh em thể nhận được gift code hoặc là các bạn lấy gift code dưới phần mô tả tôi có ghim link nhóm đó, anh em phải vào lấy để nhập thêm để kiếm thêm may mắn, kiếm thêm có cơ hội nhận từ 10.000 cho đến 500.000 thì phải anh em đã, các bạn hãy kiếm thêm vòng quay mỗi ngày, anh em kiếm thêm điểm để quay thêm vòng quay kiếm thêm tiền các bạn đó. Chúng ta vòng quay kim cương vàng bạc có thể kiếm thêm rất nhiều tiền anh em. Đại lý, ngoài ra thì anh em thể thành đại lý của game một cách cực kỳ dễ dàng đó. Game này thì nói chung là rất là dễ chơi anh em, lạp thì vô cùng phong phú anh em, cổng nạp rất là nhiều, đây rất nhiều cổng nạp cho anh em lựa chọn anh em đó, quá trời cổng nạp anh em, ví bay momo tranh binh kinh tất cả hỗ trợ rất nhiều anh em đó. Ngoài ra khi các bạn đặt cắn mốc trực tiếp thì các bạn nhận được những ưu đãi từ VIP anh em đó, thế là ngon anh em, skin các kiểu. Về loại bài chơi thì đây rất thì loại nhiều bài để cho anh em chơi đó, từ bài cào, bài cậy, tài xỉu, quay đĩa rồi các kiểu, anh em rất thì loại anh em phải chơi trải nghiệm. Hôm nay thì chúng ta sẽ chơi thử đồng hồ anh em, một trong thể loại anh em hay thích chơi. Cái này thì các bạn nên ngồi thì các bạn nên đập nhẹ thôi, và các bạn nên chọn cái bên mà các bạn cảm thấy. Đây chúng ta ngồi tính toán một tí anh em, giờ mới vào chưa có cầu nên tôi sẽ bắt đại anh em, bắt đại 2 con hổ đi. Ok, mới vào mà đã được ăn rồi anh em đó, có ngay 2 con hổ ạ. Chung chơi thì rất nhiều phong phú đa dạng anh em, thêm vào trải nghiệm nha. Còn chần chừ gì nữa, link tải đó để vẫn mô tả rồi. Sau khi chúng thầy thì các bạn có thể ra đổi thưởng thì rất là thoải mái anh em, với 3 tài khoản liên kết ngân hàng cho anh em là nhiều tài khoản nó, các bạn liên kết thoải mái, cứ check lịch sử thấy ok thành công là tem là tiền về tài khoản rồi nhá. Ok, còn chờ gì nữa mà không tải game anh em, link tôi đã để với phần mô tả, cảm ơn rất nhiều. Ok, giờ thì bye bye. Ok, quay trở lại video ngày nay thì như đã nói đầu tư đề anh em, quà thì hiện tại game rất là nhiều anh em, chúng ta có quà vui khi gộp server anh em, quà bỏ trì này, quà chỉ là trông ngon nhất là gọi này rồi, ngoài ra hết rồi. Rồi cũng qua anh em, đây là về quà chứ anh em. Rồi tiếp theo code thì có 2 code dùng riêng, chứ code dùng chung thì không có anh em. Code dùng riêng thì tôi cũng có video hướng dẫn rồi, chúng ta có code vùng Valentine và code của tướng Sanji hắc ẩn đó, đều có video hướng dẫn anh em nào chưa xem rồi xem lại video cũ và nhập nhá. Ok. Rồi chưa? Ok các bạn, code đầu tiên này, đây. Đây code Valentine anh em nhá. Tiếp theo là Sanji hắc ẩn này. Ok, đây có đây sang gì hết rồi, nghe là chưa nhập tranh thủ nhập, quên chưa lấy tranh thủ lấy và nhập anh em. Có đây dùng riêng nên anh em muốn lấy thì có thể xem video cũ hoặc là Nepal để trực tiếp luôn. Ok, cảm ơn rất nhiều. Được rồi, về túi nào. Rồng, màu đỏ này ngon này, nó có đây thao bung anh em, hôm nay mới có cái để đông này. 70 mảnh nữa, ngon. 3 viên đá cấp 4. Ok, tướng. Cũng được hay vậy. Robin, ôi trời ơi con thì trời sợ Robin. Càng nhờ từ gọn túi đồ đã. Quên quét đó anh em. Trước khi tiếp tục anh em đi quét đó xem nào. Đổi hẳn giờ. Đây này có đồng BO này. Ok, tướng coi nào. Ok, nâng cấp. Rồi anh em chúng ta sẽ úp mình hoác lên nha. 12 này, 5 này, 24 này. Ok các bạn. Ồ, chưa vượt được quét các bạn. Cay nhờ. Vừa đã ra coi xem có gì hot không anh em. Nên nào, vừa đã xem đây có gì hot không anh em. Nên là viên đá xanh 4-5 vừa đủ cho để anh em. Giờ đông nữa là toang. Ok, dùng tạm này đi. Rồi. Ok. Không chưa biết là gì anh em, có tạm thời thế đá. Xem nào có gì đây. Lại toàn là mạnh được chiến à. Lễ hội có gì nhận không? Có gì nhận không? Sáng hoài vậy không các bạn. Ok nằm buổi mới gộp server anh em quên mất neo top phát 4.000 này. Chiến quên mất anh em mới gộp server neo top cái. Ôi rồi mấy top 1.400 rồi mà đã mấy trăm k rồi. Thế bây giờ chính xem nào anh em, căng quá. Thế giờ đây tí tôi về chính anh em về chính chết xem nào chứ nghe căng quá. Quá căng luôn nhỉ không các bạn. Ok tìm quán nào. Nào tốt anh em. Vẫn win tốt. 617 nên nào tiếp tục các bạn. Đấy sang đây chúng ta về học chính luôn nha, về học chính xem chính lên được không. Ok 225 này nhờ căng đấy, nó cho vấn đề tốt anh em tốt. 122 này 90, ôi nên này căng thế. Để cho có 122 đây là thôi anh em. Một server các nghe toang hẳn ngọn. Ok thế về học chính xem nào đã gọn, về học chính nào. Ok anh em về học chính tôi cái từ từ trước khi về học chính thì mang lại đá đây anh em. Cái đá ra anh em mang lại đá. Ok gửi hết đá ra mang lại đá gọn rồi, ok chưa? Rồi, ok rồi. Koroki Oden này. Sengoku à. Ok các bạn, Sengoku, Novalo này. Kata. Và cuối cùng đó là cháu ấy anh em, Fury Thánh Mù Đường các bạn, tôi quên mất. Cháu này mới là cháu cần thiết anh em. Rồi, ok Fury thì giờ mượn tạm bộ của dâu đen qua. Đủ đông rồi, đừng nghe để mai quét anh em, mai quét đủ đông luôn. Rồi chiến tốt phát anh em. Ok Furitora hợp trận ra trận hợp lý nhất anh em. Xem quên mất Thánh Mù Đường này 1.300 1.001 à 900 được không? Con đường thì lên 1.001 rồi anh em. Neo lại top VK ngay vào luôn anh em. 400 300 bạn lên 300. Không lẽ tổ top ghê như vậy luôn à? Có lẽ nào anh em? Không là nhìn nó mới như vậy vẫn qua tốt chứ. Hợp lý hóa các bạn vẫn qua tốt anh em. 179 này. Ui, chị này mới căng này gọn này. 118 đi anh em. 118 mình vẫn qua tốt anh em. 118 này vẫn qua tốt là mà luôn. Nộp luôn, ok gọn. 165 kìa. 56 ạ. Ôi nên là tốt 56 à, cũng được. Ngon rồi, ngon rồi. Nên tốt 56 là ngon rồi các bạn. Nghe trường hợp bị hấp dẫn rồi. Tuyệt vời. Ok, hết điểm luôn. Quên. Còn nữa rồi anh em, tạo mới luôn đi. 49 các bạn, hay nào nữa không? Ui, thôi. Nhìn cái này thôi luôn anh em, cho nó khỏe. Nhìn hết toang rồi. Rồi, video này kết thúc anh nhé. Hẹn anh em một clip theo. Cảm ơn các bạn đã xem video kênh Tập Tự Bá Đạo rất nhiều. Đừng quên đăng ký kênh, một like và một subscribe ủng hộ channel. Cảm ơn các bạn. Còn video này chắc tạm thời kết thúc đây. Anh em theo nhé. Giờ thì ok, kết thúc trận đấu đấy anh em. Giờ nào cũng thua là nhìn cái này kiểu tôi thua rồi anh em. Khả năng win rất là thấp, cực kỳ thấp luôn. Rồi, clip kết thúc đây.